chào mọi người đã quay trở lại kênh Cô Dâu Ấn Độ. Rất nhiều người yêu cầu em quay chợ truyền thống ở Ấn Độ hơn nữa, nên hôm nay em lại ra chợ truyền thống quay cho mọi người xem đây. Đây là nguyên một cái con đường này chuyên bán về trái cây và hoa mọi người ạ. Mọi người thấy xếp trái cây đẹp không? Em thấy trái cây ở đây thì cũng tương tự như ở Việt Nam thôi mọi người. Cũng có táo, cam, mãng cầu, lê. Đặc biệt lựu ở Ấn Độ rất là ngon là ngọt mọi người ạ. Đây, các quầy xe bán trái cây thì cũng có phone pay để thanh toán bằng điện thoại, quẹt cái là xong. Có nho xanh nữa mọi người. Ở Ấn Độ em thích nhất hai món đó là lựu và nho xanh. Táo của Ấn cũng ngon. Mọi người thấy cái cân không ạ? Ở đây mọi người thường dùng mấy cái cân đó đó ạ. Nguyên một con đường này bán trái cây. Bên tay trái sẽ là hoa. Chút xíu em quay sau mọi người. Đây lại một xe táo nữa. Có kiwi nữa này. Kiwi rồi cái trái màu tím tím kia là giống như mận bắc của mình ấy mọi người. Nhưng mà trái to và ngọt hơn. Còn đây là xe bán ổi. Thật sự thì em không thích ổi Ấn lắm. Tại vì cái trái vàng vàng này thì mềm quá. Mà trái xanh thì lại cứng và nhiều hạt quá nên em không thích. Cửa hàng bán dừa khô, người Ấn sử dụng dừa khô để nấu ăn rất là nhiều. Thấy có lá trầu không luôn nè. Chú bán lá chuối. Hôm bữa mọi người thấy cái quán ăn lề đường mỗi một dĩa đặt lá chuối lên để cho đỡ nóng dĩa không ạ? Đó, người ta vẫn sử dụng lá chuối rất là nhiều. Em thấy cái cổng đặc trưng của Ấn nên là em quay luôn. Trái cây ngoài đường này thì giá cũng rẻ lắm mọi người. Nhưng mà nếu mà trong siêu thị hay các cửa hàng lớn, loại ngon hơn thì cũng mắc hơn ạ. Đây, táo để là 100 ruby 1 ký. 100 ruby thì khoảng 33 ngàn tiền Việt mọi người ạ. Táo là táo của Ấn luôn đó mọi người. Táo trồng ở Ấn. Mùa xoài là xoài Ấn cũng rất là ngon mọi người ạ. Ở đây là mùa nào trái đó thì trái cây cũng rẻ. Ở đây đặc trưng là có lựu này, táo này, nho xanh này và xoài. Dưa hấu cũng rất là rẻ luôn mọi người. Dưa hấu trái lần trước em đi mua trái siêu to khổng lồ luôn mà ngọt. Mà có 6-7 ngàn tiền Việt một ký. Đây cửa hàng bán các loại chất tẩy rửa, rửa chén này nọ. Đó, bên kia là bán hoa. Mọi bữa mọi người thắc mắc là không thấy phụ nữ đi bán hàng. Bên kia là có cô bán hoa đó. Xa xa kia thêm một chị bán hoa nữa à. Hoa ở đây thì họ thường kết thành từng những vòng tròn. Mấy cái hoa màu hồng, màu trắng hay là hoa gì em cũng không biết nữa. Đó, bên kia cũng có mấy chị bán trái cây nữa luôn. Ổi Ấn nữa mọi người. Anh này thấy em quay video ra chào hỏi. Rất là thân thiện. Đây, ổi Ấn rất là xanh và cứng và nhiều hạt. Em không thích mọi người ơi. Mỗi lần em ăn là em phải mua ổi Thái hoặc là đồ ổi Đài Loan. Ăn ngon hơn. Mãng cầu này 50 rupees 1 ký. Đây, thêm một chị bán hoa nữa đây. Em thấy chợ này rất là nhiều chị phụ nữ bán hàng mọi người. Cô bên cạnh luôn. Mọi người thấy người Ấn thường thường là tóc xoăn và xù tự nhiên. Nên là mấy salon ở đây mà cái vụ uốn tóc là ế luôn. Xe đu đủ đây rồi. Đu đủ nhìn cũng ngon, tươi.
ở bên trong kia là bán các loại chanh để thờ cúng. Đây, ở Ấn di chuyển rất nhiều, phương tiện công cộng di chuyển rất là nhiều bằng cái xe auto đó mọi người. Nhỏ, gọn. Xe này em thấy có thanh long nữa nè, có táo giòn giống như táo của Đà Lạt mình á mọi người. Em thấy trái cây thì đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết, tương tự như trái cây của mình. Đây, xe này thì đồng giá 80 rubies luôn. Táo, cam, nho xanh đầy đủ. Xa xa kia chị kia bén hoa gì mà xếp bự quá ha. Cái con đường này nó nằm ở giữa rồi, hai bên hông này là các cửa hàng bán gia vị mọi người, để từ từ em quay ha. Đây cô bán hoa, bán trái cây ngoài đường. Cũng để sẵn cái phone pay cho mọi người, chỉ cần mở điện thoại ra quẹt vào một phát là thanh toán được luôn. Rất là hạn chế sử dụng tiền mặt. Anh Rames thì vừa đi bấm điện thoại vừa đi trước em. Nhiều khi có những cửa hàng á là phải xin phép chủ cửa hàng cho em quay phim, nếu mà em muốn vào tận trong quay phim, còn quay ngoài đường này thì không sao mọi người ạ. Đây đây là nguyên một dãy bán chuyên các loại gia vị. Đây là cửa hàng bán chanh để thờ cúng của người đạo Hindu. Có lá trầu không nữa. Món của Ấn có một món tráng miệng mà người ta để cho sô cô la ở trong rồi cuộn lá trầu không ở ngoài, ăn nó ngọt ngọt đắng đắng. Cô này chào hỏi em nữa nè, cười rất là vui vẻ thân thiện anh trai này nữa. Xin chào. Cái món mà tráng miệng bằng lá trầu không đó mọi người, em ăn thử em ăn không được, nó ngọt ngọt đắng đắng kỳ lắm. Cô này đang kết hoa này, kết hoa thành từng sâu chuỗi. Đây là cửa hàng bán đồ inox. Hôm bữa có vài chị nói là rất thích xem đồ inox của người Ấn. Đi vào trong xem sao nha mọi người. Rất là nhiều đồ inox. Chén, đĩa, nồi, niêu, song, chảo đều bằng inox hết. Ông chủ cũng chào luôn. Đây các loại gia vị gì mà xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng đây. Đây là cửa hàng bán đồ nhựa. Cửa hàng bán chuối. Mọi người thấy phụ nữ Ấn thì hơi mập mạp và mũm mĩm một chút xíu không ạ? Thứ nhất là họ ăn rất là nhiều tinh bột. Thứ hai là thói quen sinh hoạt ăn uống rất là trễ mọi người ạ. Ăn tối toàn 9 10 giờ đêm, hoặc là nếu mà đi chơi khuya là 12 giờ 1 giờ mới ăn. Cho nên với lại tạng người của họ cũng to cao hơi đô nữa. Nhưng mà với quan niệm của họ thì phụ nữ phải hơi mập mạp, phải hơi có bụng một chút như vậy mới đẹp và phúc hậu nha mọi người. Như em là giống như ốm đói á. Đây là cửa hàng bán các loại hạt này. Ớt khô thì có ớt đỏ, nhưng mà ớt tươi em thấy rất ít ớt đỏ. Nhiều khi em chọc chồng em là tại người Ấn ăn nhiều ớt quá, ăn hàng ngày ăn quá trời ớt, món nào cũng có ớt nên là ớt chưa kịp chín đã ăn rồi. Nhưng mà chồng em bảo là thực ra là ớt xanh là nhiều vitamin hơn ớt đỏ. Đây lại thêm một cửa hàng bán các loại gia vị nữa, xanh xanh đỏ đỏ nữa. Két niêu, nồi niêu, đất. Đúng là, còn đây là
bán các loại chanh cho người Hindu mọi người nhiều lắm, em quay không hết nên em xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Mọi người hãy đăng ký kênh Cô Dâu Ấn Độ để xem những video mới và nhanh nhất nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.